Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi lại được dịp gặp lại các bạn nữa với video clip bảo dưỡng và bảo trì của hai lần trước. Tôi rất vui mừng vì được sự ủng hộ của người tiêu dùng quan tâm. Rồi tôi được các nhân viên, các học trò hỏi ý kiến tham vấn, hoặc là đôi khi khách hàng cũng chia sẻ với tôi về những bức xúc khi mua piano ở một vài nơi nào đó mà chưa có thỏa mãn về vấn đề kỹ thuật. Do đó hôm nay tôi xin chia sẻ đến các bạn một video clip tiếp theo là bảo hành piano. Như các bạn đã biết, clip bảo dưỡng lần trước tôi có đề cập là tại Việt Nam từ trước kia không có nơi nào đào tạo chính thức về kỹ thuật piano, ngoại trừ là công ty Việt Hương, là công ty đầu tiên siêu sinh về việc đào tạo kỹ thuật piano. Và có thể nói hầu hết là những người bán đàn piano trên thị trường Việt Nam á, thì đều không biết hoặc là biết rất hạn hữu về kỹ thuật của piano. Nhưng ngược lại lại dám bảo đảm và mạnh dạn nói với người tiêu dùng về chế độ bảo hành. Và nếu bảo là cái cửa hàng đó hợp tác với một nhân viên kỹ thuật ABC nào đó để bảo hành, nhưng thưa các bạn, là được mấy nơi làm công việc đào tạo chính quy này và cấp giấy chứng nhận là nhân viên kỹ thuật, ngoại trừ Việt Thương Music, hoặc là nếu có công ty nước ngoài nào đó họ đào tạo thì cũng chỉ mang tính cách phục vụ cho công việc nội bộ của công ty đó mà thôi. Trong khi đó, các bạn biết để có được tiếng đàn piano hay cần phải đảm bảo yêu cầu rất cao của hai yếu tố là nghệ thuật và kỹ thuật. Đây cũng là cái điều kiện cần và đủ khi bạn chọn mua đàn piano. Bảo hành piano. Theo định nghĩa, bảo hành là một sự đảm bảo bằng văn bản được phát hành cho người mua bởi nhà sản xuất hoặc kinh doanh và cam kết sẽ sửa chữa hoặc là thay thế sản phẩm hay linh kiện nếu cần thiết trong khoảng một thời gian nhất định. Nói cách khác, đây là một cam kết chính thức của nhà sản xuất kinh doanh với khách hàng của họ, bảo đảm rằng trong khoảng một thời gian được đưa ra, chất lượng và hiệu quả của sản phẩm, ở đây chúng ta đang nói là piano nhé, sẽ đáp ứng mong đợi của người tiêu dùng. Và như vậy, việc bảo hành có hai công việc là sửa chữa và thay thế linh kiện được cam kết từ người kinh doanh với khách hàng trong khoảng thời gian được quy định với nhau. Mà để tối ưu cho hai yêu cầu này thì việc sửa chữa cần được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và lành nghề. Tôi nhắc lại nhé, việc sửa chữa cần được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và lành nghề. Để sửa chữa đàn piano, chúng ta phải nắm nguyên lý, hoạt động và cấu tạo bộ máy. Các bạn biết, nguyên lý hoạt động của piano là truyền âm và cộng hưởng. Âm thanh là hiện tượng vật thể truyền đi
và phát ra loan truyền trong không khí. Khi một âm thanh phát ra thì chúng ta có một tần số dao động đi kèm theo. Tai của chúng ta nghe được âm thanh là nhờ màng nhĩ. Màng nhĩ chúng ta cũng dao động. Màng nhĩ như là một tần số vậy đó. Màng nhĩ nối liền với hệ thống thần kinh và chúng ta nghe được âm thanh. Các bạn biết quá trình thu nhận âm thanh được diễn ra như sau. Âm thanh được phát ra từ một vật thể và truyền đến tai chúng ta. Màng nhĩ chúng ta cũng là một tần số dao động, tiếp nhận cái tần số đó đưa lên thần kinh và chúng ta nghe được âm thanh. Và không khí chính là cái vật truyền dẫn âm thanh. Không khí là cái môi trường truyền dẫn âm thanh. Các bạn biết âm thanh piano được phát ra từ nốt La Zero có tần số là 27 hẹp cho đến nốt thứ 88 là Đô 8 có tần số khoảng 4160 hẹp, trải dài như thế. Và chúng ta biết nữa là các nhạc cụ khác như piano, guitar hay violin, kết cấu của đàn và soundboard phải đồng nhất. Tôi nhắc lại, phải đồng nhất thì mới cho ra âm thanh chuẩn, nghĩa là không có âm thanh phụ hay là không có tạp âm. Và nếu kết cấu mà không ổn định hoặc không đồng nhất thì xảy ra hiện tượng tạp âm, tức là khi âm thanh phát ra thì có một âm thanh phụ đi kèm theo hay tiếng rè đó. Rồi hơn nữa, khi âm thanh mà truyền trên soundboard, tức là tấm phát âm đó các bạn, thì cũng xảy ra một hiện tượng nữa là hiện tượng cộng hưởng với môi trường xung quanh. Nghĩa là nếu âm thanh đó phát ra đồng nhất, không có tạp âm, thì làm cho tiếng đàn phát ra sạch sẽ, tròn trịa. Ví dụ, còn ngược lại, nếu âm thanh đó phát ra mà bị tạp âm, bị cộng hưởng của môi trường xung quanh, làm cho tiếng đàn đó bị gãy khúc, bị rè, bị âm thanh phụ kèm theo đó. Người ta gọi là cộng hưởng rè đó. Các bạn thấy ví dụ nhé, đô từ đô 4 nhé. Đô 4, đô 5 bị rè. Trong một âm dai đô 4 tới đô 5 thì chúng ta thấy nhé, nốt son rè, nốt la rè, nốt si không rè, nốt đô lại rè. Bởi vì cái tần số cộng hưởng này nó xảy ra bất kỳ lúc nào mà khi nó cảm thấy nó cộng hưởng được đó. Các bạn quan sát ngay phía sau bo đàn, các bạn thấy đây là sự cộng hưởng từ bên ngoài vào mà đã ảnh hưởng đến như thế, huống chi là những khuyết tật từ bên trong cây đàn. Nếu đó là đàn cũ thì chúng ta sẽ không biết nó cộng hưởng những thứ gì ở trong đó, mà chúng ta không thể hình dung được tiếng đàn sẽ ra sao nếu như cái đàn đó bị khuyết tật. Thưa các bạn, theo định nghĩa bảo hành tôi đã nói rồi, tức là việc bảo hành có hai việc phải làm. Một là việc sửa chữa được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật lành nghề. Hai là việc thay thế linh kiện. Ở đây tôi nói là thay thế linh kiện, tức là linh kiện chính hãng. Thường thì chỉ nhà cung cấp hoặc là những công ty lớn mới có linh kiện chính hãng. Trong khi đó, piano là một loại nhạc cụ yêu cầu rất là chính xác, cho nên việc thay thế linh kiện
cần đảm bảo phải là hàng chính hãng. Tại sao vậy? Thưa, nếu chúng ta không thay đúng hàng chính hãng thì sẽ xảy đến nhiều vấn đề hệ lụy của phần kỹ thuật sau này. Chúng ta biết nguyên lý của đàn piano là truyền âm và cộng hưởng nơi sao bo. Còn nguyên tắc của đàn piano về bộ máy là dựa trên nguyên tắc đòn bẩy. Nghĩa là khi chúng ta tác động một lực, tay chúng ta đánh vào phím đàn, phím đàn sẽ đưa một chuyển động đến tổ hợp jack. Tổ hợp liên hợp này, chuyển động này sẽ đưa búa đến dây đàn làm phát ra âm thanh. Đây là một yêu cầu rất chính xác, nhưng mà hoàn toàn lại hầu hết là thủ công. Vì vậy, để đảm bảo được yêu cầu chính xác này cho tiếng đàn hay thì buộc chúng ta phải sử dụng những linh kiện chính hãng thì mới đảm bảo được tiếng đàn ổn định. Nếu không, chúng ta sử dụng linh kiện không đúng thì búa sẽ đánh lệch dây đàn, hoặc giả dây đàn sẽ cho một cái tần số nó không có đúng như yêu cầu của kỹ thuật. Cái điều đặc biệt á là tất cả các chi tiết máy này đều hầu như là những kỹ thuật lắp ráp là thủ công, hầu như là thủ công, nhưng lại phải đảm bảo một cái yêu cầu tuyệt đối chính xác, tức là tiếng đàn phải phát ra đúng tần số mới cho giải tần âm thanh đó đúng được trong một hợp âm đi kèm theo. Còn nếu không chính xác thì hiện tượng búa sẽ đánh sai dây và làm cho nốt nhạc đã bị sai. Đây là cái điều thú vị mà làm cho người đang nói luôn yêu nghề này nay đã là hơn 30 năm qua. Và tôi cũng xin giới thiệu với các bạn, sau video clip này tôi sẽ gửi đến các bạn một video clip tiếp theo mà các bạn rất cần. Tức là cách chọn đàn piano. Nghĩa là sau khi chúng ta biết cách bảo dưỡng, bảo trì và hiểu rõ về piano cũng như là hiểu rõ về phương thức bảo hành thì chúng ta mới biết cách chọn đàn piano. Với kinh nghiệm và trải nghiệm của cá nhân tôi qua 3 thập kỷ trong lĩnh vực kỹ thuật đàn piano, xin chia sẻ với các bạn trong một video clip khoảng 10 phút. Hy vọng mang lại cho các bạn niềm vui khi sử dụng và thưởng thức tiếng dương cầm. Thân ái chào các bạn nhé.